Hello, xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã đến với channel của Nga. Trước tiên hết thì Nga xin gửi lời cảm ơn tất cả mọi người và chúc mọi người một tuần mới được mọi sự bình an và tốt lành. Thì trước tiên hết thì mình cũng xin nói lại một cái số vụ việc mà đã xảy ra ở Sài Gòn, ở Việt Nam mình trong một tuần vừa qua, và đặc biệt là vào những ngày cuối tuần. Thì trong tuần vừa qua và đặc biệt ngày cuối tuần thì ở Việt Nam có hai vụ việc. Thứ nhất á là sự mất ra đi của một cái người diễn viên hài nổi tiếng, và vụ việc thứ hai là vụ việc mộ của Khoa Bức và Aroma Resort Mũi Né. Thì Nga sẽ đề cập đến vụ việc của Aroma Resort Mũi Né. Và như các anh chị biết thì tuần vừa qua thì cái vụ việc mà Aroma Resort Mũi Né và anh Khoa đã diễn ra một cái sự mà không may, không hay xảy ra. Trước tiên hết thì Nga cũng nói sơ qua về Khoa Bớt. Thì anh ta là một trong những người YouTuber mà nổi tiếng hiện nay, và số lượng subscriber của anh ta là lên đến 1.202.918 người. Và khi đấy anh ta mới đi thực hiện cái cuộc kỳ nghỉ vào cuối tuần vừa rồi để anh ta trải nghiệm cái khu resort đẳng cấp 5 sao tại Mũi Né ra làm sao. Thì anh ta mới booking ở Aroma Resort ở Mũi Né. Và khi anh ta đến nhận phòng này kia có những cái sự cố không may xảy ra. Như các anh chị và các bạn cũng có theo dõi thì trên mạng xã hội, đặc biệt là trên YouTube, người ta đăng rất là nhiều những thông tin đấy. Và Nga thì không muốn kể lại cái sự việc đó cho mọi người, tại vì Nga chỉ nói đơn giản là khi mà booking, bảo là rớt booking, rồi sau đó anh ta mới là bị hủy booking và anh ta phải book lại với một cái giá bình thường. Và anh ta cứ nghĩ là với cái số tiền là 2.2 triệu đó là anh ta nhận cái phòng đáng giá trị của 2.2 triệu, nhưng khi lên nhận thì nó không phải là như cái giá trị mà anh ta book. Do đó là anh ta không đồng ý và anh ta lên nói với Lễ Tân. Thì khi ấy sự cố xảy ra giữa hai bên không hay, có nghĩa là có sự lớn tiếng qua lại với nhau. Và sau đó anh ta mới bỏ đi và anh ta mới chọn một cái địa điểm khác, đó là một cái bên là Victoria. Và cái đó thì anh Khoa cũng chưa có nhận được tiền gì từ cái chỗ mà hủy booking của bên Aroma Resort Mũi Né đấy. Và anh ta mới về khách sạn, rồi sau đấy thì anh ta mới ghi lại những cái đoạn clip và ta post lên những tình huống đấy. Rồi sau đó Aroma Resort Mũi Né mới nói là cái việc này là do sự hiểu nhầm, rồi do booking nhiều, nó rất nhiều tình huống họ đưa ra. Và mình không muốn đề cập đến những cái sự việc đó, thì cái việc đó ai cũng biết rồi. Mà ở đây mình chỉ muốn đề cập một cái điều là như thế này, là khi mà cái sự cố đó xảy ra và anh ta đưa những cái thông tin đó, mục tiêu muốn share lên mạng để thấy được là cái cách làm việc và phục vụ của resort nó không được ok. Thế là cộng đồng dân cư trên mạng họ chuẩn bị cho những cái chuyến kỳ nghỉ sắp tới đây nè. Các anh chị biết là vào 30 tháng 4 và Dỗ Tổ Hùng Vương thì họ định đi những cái chuyến đi chơi, ví dụ như đi Vũng Tàu, rồi Mũi Né, Nha Trang này kia. Và họ sẽ chọn những cái nơi đấy, và không may cái sự cố này xảy ra thì họ mới vẫn giống như là một số người, người ta thấy bất bình cho cái sự việc đó. Và họ đã đánh giá những cái resort Aroma Mũi Né này xuống hạ cái chuẩn từ 5 sao xuống còn, hồi nãy mình check đâu, còn khoảng chừng là 1 sao, 2 sao gì đó. Và cái việc này mình không muốn nói rõ nó như thế nào, nhưng mình chỉ muốn nói là chỉ có cái tên mà giống như Aroma mà nó gây cái sự mà gọi là vạ lây cho những cái resort khác có cái tên cũng tương tự na ná. Và trên mạng họ, người ta cũng đã có nói qua những cái sự việc ấy. Và khi đấy thì mình thấy là
có những người dân mạng họ phản ứng và họ tẩy chay hẳn luôn cả cái resort Aroma, mà ngay cả những cái resort mà nó có tên Anna, ví dụ như là Anatara Mũi Né Resort, thì họ bảo cái này là thuộc tập có nhiều sự quản lý của quốc tế, có nghĩa là cái người quản lý thuộc tập đoàn quốc tế và đạt chuẩn 5 sao. Ngoài ra thì còn có Anorama, sorry anh chị, là Anatara ở Hội An, Quy Nhơn. Có nghĩa nhiều người người ta nghe không rõ và người ta làm ảnh hưởng và người ta lên cả fanpage của như nơi đấy và người ta comment này kia đủ thứ hết. Và những cái resort đó người ta bảo là đã comment nhầm. Do đó là có nghĩa là bên cạnh cái sự việc đó thì một số cái resort ở, không phải resort mà những cái hotel này kia, những cái nơi mà có cái chữ mà tương tự là Aroma, người ta cũng bị ảnh hưởng. Rồi ngoài ra thì bên của gọi là chủ của Aroma đó, họ cũng mướn luật sư để gửi mà cái đơn xin lỗi đến khoa bớt, và sau đấy thì họ cũng chuyển tiền trả lại cho khoa và khoa cũng nhận cái lời xin lỗi từ họ. Và khoa nói là cái sự việc mà anh ta đi vậy, anh ta muốn ghi lại những cái nơi thật là đẹp đẽ để cho mọi người biết đến khu resort ở Việt Nam như thế nào và ra làm sao để cho mọi người thấy cảnh đẹp. Nhưng không ngờ cái sự cố xảy ra như thế, nó làm cho mọi người cảm giác là rất là bất bình. Và anh ta thì không phải là muốn chỉ trích, thật sự đến cái làm vụ việc này giống như là làm rùm beng lên, anh ta không muốn sự việc đó. Vì giống như trong cái lời mà mình thấy anh ta chia sẻ, anh ta nói là anh ta cũng biết là những cái doanh nghiệp họ rất là tạo được công ăn việc làm cho những người chung quanh, những người lao động, và họ sẽ có nghĩa khi mà tạo được công ăn việc làm cho người lao động thì điều đó là rất là tốt. Và khi đó thì khoa cũng chấp nhận và khoa đã nhận được lại cái số tiền đó. Và anh ta cũng nói là những cái nhân vật mà xuất hiện ở trong đoạn clip đó, ngay cả những cái cô mà tiếp tân này kia, thì mọi người cũng đừng nên chỉ trích cô ấy, vì cô ta cũng chỉ là làm việc, và với lại có thể là cô ta mệt gì, cô ta đã có baby này kia. Và tóm lại là sau cái vụ việc này thì mình chỉ có một cái điều là chúng ta khi đi chơi bất cứ nơi nào, khi mà chúng ta booking thì chúng ta phải confirm cho chắc. Tại vì sao? Tại vì khi mà các anh chị đừng để cái tiếng như tình trạng của khoa xảy ra, là một cái trong những cái bài học mình có thể rút kinh nghiệm được. Tại vì đối với khoa thì anh ta đi chỉ có một mình thì nó dễ dàng, nhưng khi chúng ta đi, nếu mà đi một cái gia đình lớn gồm có con nít này kia, thì lúc đấy thì chúng ta đành phải chịu thôi, chứ chúng ta không thể nào thay đổi di chuyển, nó rất là mệt mỏi. Và việc thứ hai là nhiều khi chúng ta không biết luật nữa thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng và mình sẽ không làm lại được những cái resort đâu. Và họ nhiều khi họ sẽ dăng giống như làm bẫy để mà kiện ngược lại mình nữa. Và cái việc mà đi chơi hay bất cứ đâu cũng vậy, ngay cả nghe nói thật sự là đây là resort đẳng cấp 5 sao, ngay cả các anh chị và các bạn khi đi book mà tour du lịch, các anh chị cũng phải cẩn thận điều đấy. Tại vì chính bản thân của mình cũng đã rơi tình trạng giống như anh Khoa, chứ mình không phải rơi vào tình trạng của resort, mà mình rơi vào tình trạng là bị book tour du lịch. Mà chính cái này là một trong những gọi là công ty tour du lịch lớn ở Việt Nam. Và đợt đấy thì mình cũng, họ không có trả lời cho mình một cái thỏa đáng. Và mình cũng rất bất bình về khi mình book tour đi du lịch của giống như Viettravel, mình đã từng bị cái tour đi Mỹ. Và mình cũng bị họ gạt, giống như lường gạt, giống như dạng như thế. Và họ đã trạc mình một cái phí thật là mình thấy là rất là không được đẹp. Và sau đó thì nhân viên họ nói này nói kia, rồi họ từ từ họ cũng hủy. Do đó là Nga chỉ muốn nói là chúng ta qua sự việc đó của khoa để chúng ta rút một cái kinh nghiệm cho chính bản thân mình và những người thân trong gia đình mình khi đi thì tổ chức cho thật là tốt. Và Nga chỉ có một số điều đó muốn chia sẻ với anh chị, là tóm lại là chúng ta hãy cẩn thận mọi việc khi book tour đi du lịch và đặt phòng ở khách sạn. Đó là một cái điều mình cần phải chú ý cẩn thận.
Đặc biệt là mọi cái booking chúng ta phải check trước khi chúng ta đến hết tất cả mọi các nơi để đừng có sự việc giống như vậy. Và Nga chỉ có một số đôi lời như thế gửi đến tất cả các anh chị và các bạn. Và xin chào tất cả các anh chị và các bạn nha.